Trong suốt hành trình 15 năm phát tâm nguyện đi tìm những ngôi mộ bị thất lạc giúp đời, nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng bằng khả năng đặc biệt đã tìm được khoảng 7.000 hài cốt, trong đó phần lớn là hài cốt liệt sĩ. Đó thực sự là một kỳ tích, đem lại niềm hạnh phúc ngẹn ngào cho hàng vạn người. Sau nhiều năm đỏ mắt mỏi mòn ngóng trông, với chị mỗi chuyến đi là một kỷ niệm, mỗi cuộc tìm kiếm hài cốt là cả ngàn những tình tiết ly kỳ xúc động, huyền bí không thể nào quên. Nhưng hành trình đi tìm mộ người anh hùng nông dân Hoàng Công Chất đợt đầu năm 2005 có lẽ ám ảnh chị nhiều nhất. Đó không chỉ là sự ám ảnh bởi sự linh ứng đến kỳ lạ giữa cõi vô hình và hữu hình, giữa cõi âm và dương, mà đó còn là sự chấp nối kỳ diệu của rất nhiều chi tộc dòng họ Hoàng sau hơn 200 năm giao bể, từ lời sấm truyền trong dòng họ. Một buổi chiều đầu tháng giêng năm 2005, có hai người khách lạ tìm đến nhà Phan Thị Bích Hằng. Người đàn ông mặc bộ vest tông chừng 45 tuổi, mặt mũi khôi ngô tuấn tú. Người phụ nữ đi cùng trạc 40, mặt trái son, dáng người thanh mạnh, quyền quý. Người đàn ông tự giới thiệu, anh là Hoàng Văn Khánh, chủ tịch hội đồng quản trị, kiêm tổng giám đốc công ty Spectco, và em gái Hoàng Thị Sáu, quê Hải Phòng. Sau một chút bối rối, anh trình bày những uẩn khúc trăn trở bao năm đè nén trong lòng, khiến cho tâm bất an. Anh kể, từ hồi còn nhỏ, anh đã từng nghe cha chú trong nhân dịp chán thù chán tạc, trung đùi vuốt râu, tự hào về dòng dõi tổ tiên. Cái đau của tổ anh là thủ lĩnh nghĩa quân chống lại triều đình Lê Trịnh. Năm 1770, linh cảm về một ngày đen tối đang đến gần, cụ cho người đưa ba cháu nội về tổng cổ Trà Nghi Dương, nay là thôn Ngọc Tỉnh, xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng. Những băng bảo tồn nội giống có một câu sấm truyền từ đời nọ đến đời kia trong dòng họ Hoàng: bao giờ phát phú phát vương, tầm lại cố hương, bái tạ tiên đường. Nơi đó có chữ Hoàng gia đại tộc, sau này trước lúc lâm chung cha anh rồi người chú ruột cứ điếu chặt tay anh mà dặn dò con gắng tìm cội nguồn tiên tổ. Lời trăn trối ấy cứ ám ảnh anh Khánh, có uẩn khúc gì trong lời nói từ sâu thẳm ánh mắt của cha. Khi trở thành một doanh nhân thành đạt ở Hải Phòng, ngẫm về lời sấm truyền tụng bao đời, bao giờ phát phú phát vương, nhớ đến ánh mắt như vang vị của cha trước lúc ra đi, anh Khánh quyết chí đi tìm tổ tiên dòng họ. Anh đi khắp nơi, ở đâu có đền thờ họ Hoàng là tìm đến, nhưng mãi vẫn không thấy chữ Hoàng gia đại tộc, thấy cội nguồn tổ tiên. Một lần về Nam Định công tác, gặp một nhà nghiên cứu văn hóa lão thành, anh trải nỗi lòng của mình. Nghe xong, nhà nghiên cứu cười khà: có lẽ cụ tổ họ Hoàng đã rung đuổi ta làm sứ giả cho anh đây. Anh hãy về thôn Hoàng Xá, xã Nguyên Xá, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình xem. Ở đó có nhà thờ dòng họ Hoàng văn to lắm. Văn lời, anh Khánh tìm đường về Nguyên Xá, xin được vào tắp hương nhà thờ họ Hoàng. Anh chợt rung bắn người khi nhìn thấy bức Hoành Phi treo chính giữa bàn thờ với bốn chữ đại tự viết bằng chữ thảo: Hoàng gia đại tộc, và òa khóc nức nở khi lật dở cuốn gia phả đã ố màu thời gian. Thấy ghi chi tộc họ Hoàng Văn ở Hải Phòng, té ra cụ tổ của anh chính là người anh hùng nông dân Hoàng Công Chất. Cụ sinh ra tại Thủ Trì, Sơn Nam, nay là Hoàng Xá, Nguyên Xá, Phủ Thư, Thái Bình. Cụ là thủ lĩnh của cuộc khởi nghĩa nông dân nổ ra năm 1739 cùng hai cuộc khởi nghĩa lớn khác của cụ Nguyễn Hữu Cầu, tức Quận He, và cụ Lê Duy Mật. Nhưng mộ phần cụ Hoàng Công Chức ở đâu? Các con cháu cụ lưu lạc nơi nào? Đã rất nhiều năm anh Khánh cất công đi tìm kiếm di hài của cụ Hoàng Công Chức và mong muốn dừng lại hoàn chỉnh sơ đồ phả tộc mà không thành. Tình cờ một lần anh được đọc một tập tài liệu viết về hành trình đi tìm người em gái, vốn là một nữ du kích gan dạ của đội Hoàng Ngân năm xưa của nguyên phó thủ tướng chính phủ Trần Phương. Dưới sự chỉ dẫn của nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Nhạ, đặc biệt là khả năng gọi hồn của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng với rất nhiều tình tiết ly kỳ, huyền bí, điều đó thôi thúc anh tìm gặp Bích Hằng, nhờ chị tìm hộ chi hài tiên tổ và các chi tộc bị thất lạc. Ba ngày sau, vào một đêm mưa dầm sùi sụp, trái cát da cát thịt, vừa chợp mắt được một lát, Bích Hằng chợt nghe thấy tiếng vó ngựa, tiếng gươm cua, chạy ra sân mở. Chị giật mình khi thấy trước mặt là một người đàn ông vắt thước da nâu, trống gươm đứng nhìn chị. Quan sát kỹ thấy trang phục tướng mạo đúng là một võ tướng.
Xung quanh có rất nhiều binh lính. Võ tướng cười bảo: cháu đừng sợ, ta là võ tướng họ Hoàng. Còn đây là quan quân của ta. Cháu đi về với ta đi, con cháu ta đang mong đợi cháu từng ngày. Nói đoạn ông lên ngựa đi. Hình bóng khuất xa rồi mà tiếng cười hiền hậu còn vang mãi. Bích Hằng choàng tỉnh, chỉ sực nhớ đến chiếc gạt phí đít mà hai người cách họ Hoàng ở Hải Phòng để lại chiều hôm nọ. Đọc kỹ thấy ghi Hoàng Văn Khánh, tổng giám đốc công ty Let's Go, trụ sở km 5 đường Phạm Văn Đồng, Anh Dũng, Quyến Thụy, Hải Phòng. Điện thoại bên tai chị lại văng vẳng lời nhờ cậy thiết tha của vị võ tướng họ Hoàng. Sáng sớm hôm sau, chị chủ động điện thoại cho anh Khánh. Hẹn ngày 16 tháng Giêng âm lịch, chị sẽ xuống Hải Phòng tìm giúp. Đúng hẹn, sáng ngày 16 tháng Giêng, Bích Hằng có mặt tại nhà thờ họ Hoàng ở xã Tân Thành, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng. Đi cùng chị hôm đó còn có nhà nghiên cứu Quan Lệ Lan, thư ký của bộ môn cận tâm lý, trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người. Trước sự chứng kiến thành tâm của đông đảo con cháu họ Hoàng, Bích Hằng đã mời vong linh của cụ Hoàng công chức về trò chuyện. Qua Bích Hằng, cụ bảo những người đi theo triều đình thì coi ta là giặc cỏ, nhưng dân dân là coi ta là anh hùng. Ta vẫn thích sống trong lòng dân hơn. Còn với các con, các cháu, ta là giặc cỏ hay anh hùng, điều đó ta không cần quan tâm nữa. Chỉ biết rằng ta là cụ tổ của các con. Trước kia ta đã cùng các tù trưởng Lò Ngại, Lò Khanh, Lò Thang đánh giặc giữ biên thùy. Nay ta đang ở đất Châu Điện Biên. Đáng khen các con đã làm được những việc khiến cho ta thấy được an ủi nơi chín suối, mát mặt với tướng sĩ ba quân. Anh Khánh chắp tay thành kính, giọng run run: thưa tổ, xin tổ cho chúng con biết hiện giờ mộ tổ ở đâu. Cụ Hoàng công chức nói: qua Bích Hằng, các con cứ lên thành bản phủ, cứ nơi nào trồng cây đa là có nghĩa quân của ta. Trước kia nhà Lê Trịnh đã cho quân khai quật mộ ta rồi chặt làm bát cốt. Chuyện này chính sự cũng có nhắc đến. Chân ta chúng ném xuống sông nằm rốn, đầu thân thì vứt lăn lóc. Đêm nghĩa quân của ta lén đi lấy, thân thì chôn ở gần sông nằm rốn. Nhưng cách đây ít năm người ta đã ủi đi rồi, đầu thì phát về gần thành bản phủ, chôn dưới mộ gốc cây đa. Ở đó có một cây thuốc, khi các con đi tìm ta sẽ có một người răng vỗ gốc Thái Bình ra dẫn đường. Đang thông dịch cho mọi người nghe, bắt giờ Bích Hằng nhìn thấy một thiếu phụ trẻ người Thái đứng cạnh cụ Hoàng công chức, bưng mặt khóc. Lấy làm lạ, Bích Hằng hỏi cụ chớp bảo: đây là liệt nữ Lò Thị Nương, con một vị tù trưởng ở Điện Biên, xưa đàn đi theo cha đánh giặc, cảm phục tài đức của tướng Hoàng công chức. Nàng tình nguyện làm vợ thứ tư. Sở dĩ cụ chất gọi bà là liệt nữ vì bà đã hy sinh cho nghĩa quân. Chuyện rằng trong một lần bị giặc phẹ truy kích, bà cùng con trai là Hoàng Công Trực đã đánh lạc hướng cho nghĩa quân rút lui. Bắt được hai mẹ con, giặc đã đem bà ra làm mọi nhữ. Chúng trói hai người vào triệt cột gỗ chôn giữa đồng Tông Khao, xung quanh chất củi cao ngập đầu. Nếu tướng Hoàng Công Chức muốn chuộc vợ con thì phải mở cổng thành, bằng không chúng sẽ thiêu cháy. Từ dưới đồng, bà Lò Thị Nương thét to không được mở cổng thành, lửa cháy ngùn ngụt, hai mẹ con bà bị thiêu chết. Xót thương người vợ hiền, cụ chất cho trồng một cây đa trên mộ nàng. Nơi đây bốn mùa hoa nở, hoa vàng và hoa đỏ. Cụ bảo đó là những tín hiệu ta cho để các con đi tìm mộ. Khi đi sẽ có một phụ nữ dân tộc Thái dẫn đường. Một tháng sau ngày chiêu hồn cụ Hoàng công chức tại nhà thờ họ Hoàng ở Hải Phòng, sáng ngày 29 tháng 3 năm 2005, khoảng 50 người già trẻ gái trai đủ các chi ngành cùng nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng lên Điện Biên tìm mộ. Thành bản phủ là nơi đoàn đặt chân đầu tiên. Những nghi lễ trang trọng nhất đã được cử hành tại đây. Ông trưởng chi Hoàng Văn Nhương thành kính dâng sớ, cầu xin tổ tiên linh thiện báo cho con cháu biết nơi tổ yên nghỉ để con cháu được tu sửa thờ phụng. Lời khấn vừa dứt, sớ chưa kịp hó, bỗng một cơn gió lớn từ đâu ào đến và những thanh âm nghe lách cách như hàng ngàn tiếng gươm khua, khiến cho cả đoàn đang thành kính chắp tay làm lễ đồng loạt quay lưng lại phía sau. Là một cơn cuồng phong cuốn bụi mịt mù, mọi người hốt hoảng chạy ra sân. Một cảnh tượng lạ lùng đập vào mắt khiến cho tất cả đứng chết lặng. Nền sắc gạch đỏ giờ ngập tràn lá xanh, có những chiếc lá còn non tơ, tịnh không có một chiếc lá vàng nào. Giữa xuân kiếm đâu ra lá vàng, đó là lá của ba cây đa xây xanh quấn quýt trước đền trút xuống, tương truyền do chính tay cụ Hoàng công chức trồng, như một lời nguyền với non sông giữ gìn đoàn kết giữa miền xuôi và miền ngược, thề đòi lại và giữ yên biên cương đất nước.
cây đa là cụ, cây đề là trời đất, còn cây si, lọ sò gốc rễ là dân tộc Thái. Qua Bích Hằng, cụ bảo đấy là cụ khóc mừng khi thấy tề tụ, đầy đủ con cháu trai gái dâu rể lên với tổ. Cụ bảo, cụ có 4 anh em là Hoàng Văn Việt, Hoàng Văn Phí, Hoàng Công Chất và Hoàng Công Tại. Cụ có 3 vợ và có nhiều con, Hoàng Công Toản là con cả, kế tiếp là Chính, Châu, Thao, Tần, Toản, Túc, Lực. Trùng khớp với gia phả, năm 1768, nghĩa quân của cụ bị quân của triều đình nhà Lê Trịnh đánh tan tác. Con cháu cụ phải chạy ra Bản Long, Luống, hiện vẫn còn ở đây. Tiên lượng về một ngày đen tối sẽ đến để bảo tồn nòi giống. Cụ cho người em gái là Hoàng Thị Chiên dẫn 3 đứa cháu nội là Cao, Tháo, Thọ về quê cầu cứu nghĩa quân của Nguyễn Hữu Cầu, tức quận He. Trong 3 đứa cháu, Tháo là người có chí nhất. Tháo lúc ấy còn bé lắm, cụ trao cho Tháo một áo bào tí, một thanh gươm rồi bảo con hãy giữ làm vật tinh để dâng lên tướng Nguyễn Hữu Cầu. Tháo cầm lấy thanh gươm từ tay ông nội. Thanh gươm cao hơn đầu, ông lấy túi áo bào, vừa khóc vừa nói, ông ơi, cháu sẽ khôi phục lại sự nghiệp của ông. Nói đến đây cả nhà anh Khánh khóc ầm lên. Cháu Tháo bé bỏng mà đầy chí khí ngày ấy chính là hậu tổ của anh Khánh. Trong gia phả ghi rõ cụ hậu tổ là Hoàng Quý Công, tự Công Tháo. Anh Khánh vừa khóc vừa kể, lúc còn sống, cha của anh lúc nào cũng giữ khư khư một cái bọc, trong có chiếc áo bào tí và một thanh gươm. Một lần hỏa hoạn, chiếc áo bào cháy mất, cha anh khóc ròng mấy tháng trời vì tiếc, đó là đồ gia bảo, cha còn quý hơn cả tính mạng của mình. Sau một hồi làm con cháu trấn tĩnh, cụ chất bảo, thôi, giờ để ta hướng dẫn các con đến những nơi tổ yên nghỉ. Cả đoàn bước ra khỏi đền, từ trên cao phóng tầm mắt ra 4 hướng. Anh Khánh reo to, cây đa cổ thụ kia rồi, nhìn theo phía tây anh chị. Cách chỗ đứng chừng 500 mét, thấy một cây đa cổ thụ xòe bóng mát giữa trưa nắng vàng. Khánh phăng phăng dẫn đường, Bích Hằng vô cùng ngạc nhiên. Thấy vậy mọi người mới kể, cách đây chừng 10 năm anh Khánh nằm mơ thấy tổ về, chỉ đường cho tìm mộ. Tỉnh dậy anh có kể lại cho gia đình và vẽ lại sơ đồ. Không ngờ hôm nay thấy thực địa diễn ra đúng như trong giấc mơ, ấy nên anh mới thâm thạo đến vậy. Lúc ấy Bích Hằng mới ngã ngửa người, chưa hết ngạc nhiên khi cả đoàn đứng trước đống mối lớn. Dưới gốc đa cổ thụ chừng 200 năm tuổi, Bích Hằng vừa xác định đúng mộ cụ đây rồi thì bất ngờ từ đâu xuất hiện một người đàn ông răng vỗ, bảo đi tìm mộ cụ Hoàng Công Chất phải không, tôi là Nguyễn Văn Nhân, quê Thế Bình, lên đây lập nghiệp lâu rồi. Trước đây tôi nghe các cụ già ở đây bảo đây là nơi quân sĩ chôn một phần thi hài của cụ trước đấy. Như vậy tín hiệu của Bích Hằng do từ Hải Phòng cách đây chừng một tháng gốc đa cổ thụ, người đàn ông răng vỗ quê Thái Bình đã có kiểm chứng. Nhưng còn tín hiệu thứ ba, cây thuốc, nhìn khắp lượt chỉ thấy một cây hoa trắng, gốc cây bị vạt hết vỏ. Hỏi ông Nhân, ông cười bảo cây này chữa sâu răng tốt lắm, tước một ít vỏ nhét vào chỗ sâu răng, ngậm dừng 2-3 lần là khỏi. Mọi người thở vào, cả đoàn lên bản tông khao tìm mộ cụ Lò Thị Nương. Ho Tiêu là một chị người Thái ở chi hội phụ nữ Điện Biên. Xe ô tô chạy rì rì trên con đường đất đỏ, hai bên là ruộng lúa xanh trờn. Đến gần một cái ao, bỗng anh Khánh hô, dừng xe lại, cụ khi rồi. Vừa xuống xe, anh Khánh lao thẳng vào con đường bé xíu, ngò nghèo chuột chạy, chạy đến lúc bở hơi tai thì dừng lại dưới một gốc đa cổ thụ. Chưa kịp định thần thì cả đoàn chết lặng. Trên thảm cỏ xanh rì có một bụi hoa lo kèn đỏ rực, còn long lanh hạt sương sớm. Bên cạnh có một cây si, quả to như ngón chân cái, vàng rưỡi từ gốc đến ngọn. Cả nhà đang thắp hương xì xụp khấn vái thì có một người phụ nữ Thái đi làm đồng bước lại hỏi, chúng mày vào đây để làm gì? Ở nơi này ngày xưa có một cái miếu thờ, có 3 bát hương, xong chỉ có họ Lò mới được vào đây cúng, còn các họ khác chỉ đứng ngoài xem thôi. Sau này giặc phá hết, miếu này thiêng lắm đấy. Nghe vậy anh Khánh lại khóc òa. Tìm được mộ tiên tổ, ước nguyện của anh Khánh đã hoàn thành được một nửa. Nhưng còn các chi tộc họ Hoàng khác, nhớ đến lời kể của cụ chất về cuộc chạy loạn của dòng họ Hoàng lên Bản Long Luống năm 1768, anh Khánh quyết định sáng hôm sau đi tìm, hỏi thông dân bản họ bảo có Bản Long Luống nhưng trước bị lũ lụt nên dân đi hết rồi, cứ tìm nhà nào họ Hoàng thì vào. Một kỳ ý hay, nhưng khác nào mò kim đáy bể. Đã nhờ cậu bí thư đoàn xã dẫn đường vào nhà họ Hoàng thứ nhất, cả đoàn không có cảm giác gì. Hỏi quê đúng Thái Bình, hỏi ông nội là ai không biết, hỏi bố đẻ là ai cũng không biết nốt. Thế nhà họ Hoàng thứ hai, ông hoàng lạ, vừa thấy anh Khánh bước vào, hai vợ chồng đon đả chạy ra. Tây Bắc mặt mừng như người thân lâu ngày gặp lại, linh cảm gì chăng,
Ông Hoàng Lã tự hào kể, các cụ ngày xưa khai thiên lập ấp ở dưới loan luống kia kìa, ông gia ở đấy lâu lắm rồi, lũ lụt mới chuyển lên đây. Anh Khánh hỏi, sao ông lại là họ Hoàng? Ông Lã lại cười, tao họ Hoàng đấy, nhưng tiếng Thái lúc Hoàng lúc Hoàng, mà này tao có một thằng cháu họ Hoàng, làm cán bộ tỉnh to lắm, là cháu nhưng nó hơn tuổi tao nhiều, nó tên là Xuyên, nó có cả gia phả đấy. Thì ra ông Hoàng Xuyên nguyên phó bí thư tỉnh ủy Điện Biên. Tìm đến nhà ông Xuyên, anh Khánh xúc động quá, vốn hàng ngày là người hoạt ngôn mà nay ngồi trước ông Xuyên cứ lúng túng như gà mắc tóc. Bích Hằng phải trình bày dùng hoàn cảnh mục đích cuộc gặp gỡ, hỏi về cuốn gia phả họ Hoàng. Lúc đầu ông Xuyên lắc đầu ngoai ngoậy, tôi đâu có, đâu biết, trong khi bà vợ ngoài cạnh lại cứ tủm tỉm cười, huýt nhẹ khuỷu tay vào chồng. Kìa anh, đưa cho các cô chú xem đi, cuốn gia phả dưới hàm máy. Đến nước này thì không thể chối được nữa, ông Xuyên thú nhận. Đúng là trước kia nhà ông có một cuốn gia phả viết bằng chữ Hán. Tổ tiên ông chính là tướng quân Hoàng Công Chất. Đợt cải cách ruộng đất, sợ bị kết tội là con cháu than phì thì bị giết cả nhà, nên ông nội phải cất giấu dưới hầm. Hồi đi học Trung Quốc về, ông đã đem đốt đi. Ông kể ngày trước ở đền Mãn Phụ, mỗi khi đến ngày giỗ của Hoàng Công Chất, chỉ binh ông nội được ra lệ, ông mặc áo vàng, cưỡi ngựa, có lọng che đầu, hàng chục người hầu đội lễ rất to. Bây giờ bảo tàng văn hóa còn lưu bức ảnh này. Đối đoạn ông Xuyên và anh Khánh ôm choàng lấy nhau, khóc nức lên. Thôi đúng, chúng ta là anh em rồi. Về tuổi tác, ông Xuyên gần gấp đôi tuổi anh Khánh. Nhưng về vai vế dòng họ, cả hai đều là cháu đời thứ 8 của cụ Hoàng Công Chất. Ngày giỗ của cụ Hoàng Công Chất năm nay, chưa bao giờ con cháu lại tề tựu đông đủ đến thế. Chi tộc họ Hoàng ở Điện Biên về, chi tộc họ Hoàng ở Hải Phòng xuống, cục chi tộc họ Hoàng ở Thái Bình, tất cả đều một lòng thành kính hướng về cội nguồn tiên tổ. Bữa cơm đoàn tụ hôm ấy đầy ắp tiếng cười và cả những giọt nước mắt hạnh phúc. Thông tin của kênh chúng tôi cung cấp cho các bạn đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.